Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B, trước đây là trường cấp 3C Hải Hậu, được thành lập năm 1976 đến nay, đã thấm thoát 40 năm xây dựng và phát triển. Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên của các thế hệ học sinh nhà trường, muốn tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường 1976-2016. Đây sẽ là dịp thật tốt để chúng ta gặp gỡ, ôn lại tình cảm đặc biệt, tri ân thầy cô, mái trường, bạn bè, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử truyền thống, mở ra một trang phát triển mới của nhà trường. Cho quê hương thỏa lòng mong ước, trên sông xanh ngôi trường vươn lên, từ ấy khói mưa thu hai trường. Ngày 18 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã có ý kiến đồng ý về chủ trương tổ chức kỷ niệm của nhà trường, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định hướng dẫn trường triển khai thực hiện. Theo đó, thời gian tổ chức hội trường diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 11 năm 2016 tại Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B, Nam Định. Tôi mong muốn nhận được những cái thông tin của các thế hệ cán bộ giáo viên, các thế hệ học sinh của nhà trường. Và chúng tôi cũng xác định đây là một dịp rất là tốt để gặp gỡ, tri ân nhà trường, tri ân các thầy cô giáo. Với cái tình cảm sâu sắc đối với lại nhà trường, chúng tôi là những thế hệ học sinh, rất mong nhận được cái thông tin của các thế hệ cán bộ giáo viên cũng như là các em học sinh trở lại trường. Tôi tin rằng đó sẽ là một ngày hội lớn và sẽ đi vào lịch sử nhà trường. Bắt đầu từ chiều 12 tháng 11 năm 2016, đón tiếp khách mời các thế hệ thầy cô giáo và cựu học sinh các khóa, lớp cựu học sinh gặp gỡ, tọa đàm nội bộ. Lễ meeting được diễn ra vào lúc 9 giờ đến 11 giờ 30 ngày 13 tháng 11 năm 2016. Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B trân trọng thông báo và kính mời các thế hệ cán bộ giáo viên, các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài địa phương, học sinh và cựu học sinh nhà trường cùng chung tay góp sức để buổi lễ hội trường thành công, để lại dấu ấn quan trọng cho những bước tiến tiếp theo để phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường, xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên cán bộ, giáo viên, học sinh có thành tích trong giảng dạy, công tác học tập. Chúng tôi mong muốn tiếp nhận những thông tin của tất cả các thế hệ cán bộ giáo viên và cựu học sinh nhà trường, đặc biệt những kỷ niệm, kỷ vật về thầy cô giáo và mái trường của chúng ta. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0350-628-6999, Thầy giáo hiệu trưởng Trần Văn Khẩn, 0988-682-188, email thpt.trucninhb@namdinh.edu.vn. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.